Âu Lạc còn được biết là Việt Nam mở rộng sáng kiến tái phủ xanh. Thủ tướng Chính phủ Âu Lạc Việt Nam, Ngài Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi người dân tham gia trồng 1 tỷ cây xanh trên toàn quốc đến năm 2025. Theo chương trình này, khu vực thành thị và nông thôn sẽ có 690 triệu cây xanh mới. Đồng thời 310 triệu cây xanh được trồng nhằm cải thiện diện tích rừng. Kế hoạch không chỉ giúp gia tăng độ phủ xanh các đồi núi trọc mà còn bảo vệ môi trường sinh thái. Hơn nữa, việc này sẽ làm giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cũng như giúp thúc đẩy kinh tế quốc gia và phát triển bền vững, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân. Âu Lạc Việt Nam là quốc gia từng được vinh danh và nhận giải gương lãnh đạo từ bi sáng ngời thế giới. Hoan hô Chính phủ Âu Lạc Việt Nam vì chương trình sáng suốt của quý vị, nguyện cầu tất cả quốc gia nỗ lực bảo đảm cho các khu rừng được khỏe mạnh, chở che cho cư dân địa cầu trong niềm hân hoan của thi đàn.